hòa kem đánh răng với nước vo gạo, mẹo hay giúp giải quyết nhiều vấn đề trong nhà, không biết thật là phí. Sự kết hợp của nước vo gạo và kem đánh răng sẽ mang đến lợi ích bất ngờ. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Phần nước vo gạo tưởng là thứ bỏ đi nhưng nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Bạn có thể dùng nước vo gạo để tưới cây, dùng để rửa mặt, rửa tay, làm sạch đồ dùng trong nhà. Đặc biệt, khi hòa thêm kem đánh răng với nước vo gạo, bạn sẽ có một dung dịch tẩy rửa đa năng, an toàn với da tay và sức khỏe người dùng. Bạn chỉ cần hòa một chút kem đánh răng với nước vo gạo sau đó đổ vào bình xịt là có thể đem đi sử dụng ngay. Vệ sinh bồn cầu. Sau một thời gian sử dụng, bồn cầu thường có mùi hôi khó chịu kèm theo những vết ố vàng. Xịt dung dịch kem đánh răng và nước vo gạo đã pha lên bề mặt bồn cầu và dùng bàn chải cọ sạch. Kem đánh răng có khả năng làm sạch giúp loại bỏ các vết bẩn thông thường. Bạn nên sử dụng các loại kem đánh răng có chứa tinh dầu bạc hà để khử mùi hôi ở bồn cầu. Nước vo gạo có chứa cặn tinh bột cũng có tác dụng loại bỏ vết bẩn. Bạn cũng có thể sử dụng dung dịch nước vo gạo pha với kem đánh răng để làm sạch bồn rửa mặt, chậu rửa bát. Làm sạch vòi nước, các vòi nước inox sau một thời gian sử dụng sẽ bám rất nhiều cặn bẩn. Để làm sạch vòi nước, bạn có thể xịt dung dịch kem đánh răng và nước vo gạo lên vòi nước rồi dùng bàn chải chà nhiều lần. Cuối cùng là dội nước để các cặn bẩn trôi hết. Như vậy, chỉ với vài bước đơn giản, các vết bẩn, cặn nước bám trên vòi inox sẽ được làm sạch. Làm sạch vết dầu mỡ. Khi nấu ăn, dầu mỡ thường bắn lên tường hoặc bề mặt bếp. Việc sử dụng khăn hoặc nước lã thông thường sẽ khó làm sạch được các vết bẩn này, đặc biệt là những vết bẩn lâu ngày. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng nước vo gạo và kem đánh răng để làm sạch các vết bẩn. Chỉ cần xịt dung dịch này ở nơi có vết bẩn, để một lúc rồi lấy khăn lau nhiều lần cho sạch. Bạn cũng có thể tận dụng nước vo gạo và nước rửa bát để làm sạch các vết dầu mỡ trong chai lọ có miệng nhỏ, khó cọ rửa. Hãy đổ nước vo gạo có pha kem đánh răng vào chai, ngâm 5 đến 10 phút rồi lắc mạnh. Nước vo gạo và kem đánh răng sẽ giúp hòa tan dầu mỡ bên trong chai. Tẩy vết rỉ sét, các loại dao kéo sử dụng lâu ngày thường rất dễ bị rỉ sét. Để làm sạch những dụng cụ nhà bếp này, bạn có thể ngâm chúng vào trong nước vo gạo có pha kem đánh răng trong khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó, bạn chải chà nhiều lần lên dụng cụ để làm sạch các vết rỉ sét. Nước vo gạo có tính axit có thể phản ứng với sắt giúp loại bỏ các vết rỉ sét trên đồ dùng. Trong khi đó, kem đánh răng có chứa chất ăn mòn nhẹ cũng giúp làm sạch các vết rỉ sét. Sự kết hợp của kem đánh răng và nước vo gạo sẽ giúp bạn loại bỏ các vết rỉ sét trên dao kéo một cách an toàn. Sử dụng nước vo gạo để lau, rửa dao kéo cũng giúp chống rỉ sét hiệu quả. Cây kim tiền xay như điếu nổ ba món này, cứ bón vào gốc lục non thua tổ cuối năm tiền về đầy két.